Đồ đệ của ta lại là nữ đế chuyển sinh tập 34 và 35, tạm gác lại diễn biến trận chiến của Tần Thiên và tên Trọc. Chúng ta đến với diễn biến giữa trận chiến của Bạch Tiểu Như và Minh Y Liên với tên Nhị hoàng tử. Tên Nhị hoàng tử vương cung bắn về phía Minh Y Liên, ha ha ha, tỷ tỷ, ngươi trốn ở tàng kiếm phong lâu như vậy mà vẫn không học được chút bản lĩnh gì sao, ngoan ngoãn chịu chết đi. Những mũi tên lao nhanh về phía Minh Y Liên như những ngôi sao băng, Minh Y Liên cũng rất vất vả mới tránh được, ở phía sau là những vụ nổ kinh hoàng, chết tiệt tốc độ tấn công của hắn quá nhanh, căn bản không có cách nào tiếp cận được. thấy cảnh Y Liên vất vả chạy trốn, tên hoàng tử đắc ý cười lớn, ha ha, tỷ chỉ có thể làm được như vậy thôi sao? trong lúc tên hoàng tử không chú ý thì Tiểu Như đã xuất hiện ở phía sau một quyền đánh đến. nhưng ngay lúc này thì Tiểu Như kinh hãi nhìn thấy phía sau lưng tên hoàng tử lại có một khuôn mặt, khuôn mặt này chính là Minh Hoàng. Minh Hoàng cũng giật mình lấp bấp, ngươi muốn làm gì? Minh Hoàng hét lớn ngươi đừng lại đây. sau đó bắn ra một quả cầu ánh sáng, cũng may Tiểu Như đã kịp tạo lên một lá chắn, nhưng cũng đã bị đánh bay ra xa nhìn thấy động tĩnh này y liên vô cùng lo lắng gọi tên tiểu như tên hoàng tử đắc ý nhìn về phía sau làm tốt lắm phụ hoàng của ta minh hoàng tuy còn ý thức nhưng cũng không thể khống chế được bản thân ông ta nhìn về con gái hét lớn y liên chạy đi y liên chạy đi y liên hãy sống cho thật tốt chạy đi nghe cha mình gào thét tên hoàng tử khó chịu nhắc nhở này này đừng có cử động loạn như thế giọng nói này không mặt này nhìn thấy cha mình trong bộ dạng này minh y Liên đã không kìm được nước mắt mà minh hoàng vẫn liên tục gào thét mau chạy đi con trở về đây làm gì ông ta gào thét bằng tất cả sức lực còn lại vì đây là cách duy nhất ông ta có thể bảo vệ con gái mình một lần nữa khoảnh khắc này mọi chuyện trong quá khứ lại xuất hiện trước mắt nàng một lần nữa từ nhỏ y liên đã được phụ hoàng rất yêu thương và bảo vệ tìm thấy rồi hóa ra là con trốn ở chỗ này đều tại cái tên đệ đệ này mang mặt nạ hù dọa con còn không mau xin lỗi tỉ tỉ đi không sao đâu thân là công chúa con lại nhát gan như vậy phụ hoàng nhất định sẽ bảo vệ tốt cho con không cần phải sợ kể từ đó minh y liên liên tục được che chở trong vòng tay của cha mình ngay cả khi đất nước xảy ra chiến tranh ông ta vẫn chiến đấu anh dũng để bảo vệ con mình y liên con tạm thời xuất cung tránh đi một thời gian chờ ta giải quyết xong trận chiến tranh này thì con hãy trở về dù nàng không muốn rời đi cũng bị phụ hoàng ép đi bằng được nàng hiểu tình yêu thương của cha đối với mình lớn như thế nào đến hôm nay cũng như thế ngay cả khi nhục thân đã không còn phụ hoàng vẫn luôn miệng bảo nàng rời xa trốn nguy hiểm này nhưng lần này minh y liên đã quyết định nói không với chạy trốn vì nàng sẽ ở lại chiến đấu đến phút cuối cùng để giải thoát cho cha của mình. Minh Y liên đau đớn hét lớn, phụ hoàng lần này con sẽ không đi đâu nữa. Tên hoàng tử nghe thấy thì lại cười to, ha ha ha, phụ hoàng chết rồi mà vẫn yêu thương tỉ tỉ đến như vậy, ngoan ngoãn bị ta hấp thụ chẳng phải rất tốt sao? Cầm kiếm lao về phía tên hoàng tử, Y liên nói lớn, cũng là lời tự trách với bản thân, từ trước tới nay ta đều được phụ hoàng che chở bảo vệ, lần này đến lượt ta bảo vệ phụ hoàng. Quay lại với Tần Thiên, Ô Nã đang đứng giữa biển xanh phẳng lặng, phía xa có một con cá voi khổng lồ chậm rãi bơi tới phía trên có thân ảnh của một người sau đó con cá voi bay lên cao từ đó thân ảnh của tần thiên tư từ xuất hiện một cách rõ ràng đứng trên mặt biển tần thiên vẫn vô cùng tự tin lên tiếng quả thật là đáng sợ nếu không phải thực lực của ta cao hơn một bậc thì thật sự đã mất mạng rồi bây giờ đến lượt ta đánh trả rồi dứt lời tần thiên lại từ hư không lấy ra thanh sinh tử kiếm hắc khí trên kiếm nhẹ nhàng lưu chuyển ô nã cũng không mấy nào núng nói đúng thật ngươi đã khiến cho ta bất ngờ nhưng cho dù có là binh khí cấp đế đi chăng nữa thì ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Tần Thiên vung kiếm cười lạnh, vậy thì thử một chút xem. Sau đó Tần Thiên dùng chiêu Sinh Tử Kiếm, cửu tuyên tử tịch lao về phía ô Nã. Ôn Nã gồng lên để chống đỡ, hắn vô cùng tự tin nói, ngu ngốc, sau khi ta có thần lực, cho dù là binh khí cấp đế gì thì cũng không phá được lớp phòng ngự của ta. Nhưng sau khi va chạm chỉ nghe thấy tiếng hét, không, không đúng, đồ ngu mau tránh đi. Tần Thiên lướt qua Ôn Nã như một cơn gió, lời nói băng lãnh, ai nói với ngươi đây chỉ là binh khí cấp đế, ở phía sau lớp phòng ngự của ô nã đã hoàn toàn tan vỡ ô nã giọng nói yếu ớt nhìn lại sao có thể sơ xuất rồi đây là tử tịch sức mạnh hủy diệt dứt lời thì vô số hắc khí cắt chém thân thể hắn nhìn thân thể của ô nã tan thành trăm mảnh tần thiên lại có chút trầm tư nhìn đến bàn tay mình đây là lần đầu tiên gặp đối thủ khiến cho ta phải sử dụng hết toàn bộ sức mạnh ta phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa mới được chứ không thể mãi dựa vào vũ khí lúc này hệ thống hiện lên thông báo kiểm tra thấy túc chủ có quyết tâm trở nên mạnh mẽ có thể mở hóa phàm chi lộ hóa phàm chi lộ là phong cấm linh lực hồng chân luyện tâm minh ngộ kỳ tâm quay về xa mạc nóng bỏng bạch tiểu như tuy có phòng hộ nhưng cũng đã bị thương khá nặng nằm trên cát tiếng của tên hoàng tử vang vọng ha 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 đúng là không biết tự lượng sức mình phụ hoàng mau nhìn đi đây chính là đứa con gái mà người vẫn luôn yêu thương minh y liên khi này đã bị đuôi rắn của tên hoàng tử siết chặt nhìn cảnh này tên hoàng tử đắc ý nói tiếp à ta không chống nổi một chiêu người kế vị của sùng minh quốc nhất định phải là kẻ mạnh vậy thì không ai khác chính là ta rồi Tên hoàng tử dùng sức, cái đuôi từ từ siết chặt Minh Y Liên đến nghẹt thở, khóc khóc khóc, ngoài khóc lóc với chạy trốn ra ngươi còn có thể làm được gì nữa, tại sao phụ hoàng lại cứ muốn nhường ngôi vị cho ngươi, cái đồ gây tởm chết đi cho ta. Tên hoàng tử một lần nữa tăng lực, muốn giết chết Minh Y Liên ngay lập tức. Ở phía xa Bạch Tiểu Như đang cố sức chống đỡ cơ thể đứng dậy, dùng hết sức của bản thân tung chiêu về phía tên hoàng tử. Video đến đây là kết thúc, cảm ơn các bạn quan tâm và theo dõi, và hy vọng các bạn sẽ yêu thích video của mình các bạn có thể ấn vào nút đăng ký cũng như chuông để nhận được thông báo video tiếp theo một cách nhanh nhất mình xin chân thành cảm ơn